Nga trả quân nhân Ukraine, tin tổng hợp. Các cơ quan thông tấn của Nga cho biết là 192 quân nhân Ukraine đã được chở qua biên giới để cho về nước. Chính phủ Ukraine cho biết là đã thương lượng để Nga trao trả 311 quân nhân và cảnh sát biên phòng bị bắt trên lãnh thổ của Nga khi họ giao chiến với dân quân ly khai và đi lạc qua Nga. Phát ngôn viên Andriy Lyushenko của Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng nhóm quân nhân và vệ binh quốc gia đã qua lãnh thổ Nga trong ngày thứ hai. Chính phủ Ukraine nói rằng là số người đi lạc qua lãnh thổ Nga là 311 người, nhưng Nga tuyên bố là 438 người. Giới chức của biên phòng Nga nói rằng số quân nhân trên đã qua biên giới xin tạm trú.